Jason Voorhees, một trong những kẻ sát nhân máu lạnh và tàn nhẫn bậc nhất của Hollywood, với danh sách nạn nhân kéo dài lên đến hơn 150 người. Danh sách kinh khủng này chính thức được bắt đầu từ năm 1981 và vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Và trong video lần này, các bạn hãy cùng Phê Phim tìm hiểu về kẻ đã xác lập nên kỷ lục man dợ này cùng những sự thật về hắn nhé. Tớ là Giang và chúng ta bắt đầu nào. Jason Voorhees là nhân vật chính của loạt phim thứ 6 ngày 13 đình đám, loạt phim tính đến nay đã kéo dài được 40 năm kể từ phần phim đầu tiên. Tên sát nhân sở hữu vô số những khả năng phi thường như bất tử, sức mạnh thể chất vượt trội hay có tốc độ phục hồi cơ thể siêu nhanh, ngay cả khi những vết thương ấy cực kỳ nghiêm trọng. Với một dã tâm và ham muốn giết chóc, hắn đã trở thành nỗi khiếp đảm với bao nhiêu thế hệ thanh thiếu niên, cả trong thế giới phim ảnh lẫn ngoài thế giới thật. Sức mạnh mà Jason Voorhees sở hữu không được giải thích cho đến tận phần phim thứ 6 ngày 13, Jason Goes to Hell. Trong một cuộc phỏng vấn, đạo diễn của phim là ông Adam Marcus đã chia sẻ rằng sức mạnh của Jason đến từ Necronomicon, cuốn sách thần bí mà Pamela Voorhees, mẹ của Jason, đã sử dụng để triệu hồi hắn quay lại thế giới con người. Chính xác, Necronomicon chính là tên cuốn sách nổi tiếng của loạt phim Evil Dead, và Jason chính là một Deadite, là những kẻ xấu chính của series này. Ngay cả bản thể cuốn sách xuất hiện trong Jason Goes to Hell cũng chính là bản gốc của cuốn sách luôn. Thú vị đúng không? Sự xuất hiện của nó có thể coi là một tham vọng của vị đạo diễn khi ông muốn kết nối hai loạt phim kinh dị huyền thoại này với nhau. Nhưng đáng buồn thay, vì nhà sản xuất New Line Cinema không sở hữu bản quyền của Evil Dead nên những gì mà đạo diễn Adam Marcus có thể làm chỉ dừng lại ở đó. Nhiều fan ruột không thật sự thỏa mãn với cách giải thích này, nhưng dù lý do có là gì thì chắc chắn một điều, không một ai có thể tước đi sự sống của Jason Voorhees. Dẫu cho hắn có bị đâm, bị bắn hay thậm chí bị hóa chất hủy hoại toàn bộ cơ thể, thì bằng một cách nào đó, tên sát nhân đeo mặt nạ hockey của chúng ta vẫn luôn có thể quay trở lại từ cõi chết. Máu lạnh, tàn nhẫn và vô nhân tính là những từ mà người ta hay dùng để nói về Jason. Tuy nhiên, đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Một số kẻ sinh ra đã điên, một số kẻ khác vì dòng đời xô đẩy nên đã trở thành mất trí. Đáng buồn cho Jason, hắn ta thuộc tuýp thứ hai. Sinh ra với hình hài khuyết tật nặng nề, không chỉ vậy, đầu óc của Voorhees cũng không thể gọi là hoàn toàn minh mẫn. Đáng buồn hơn, kẻ chịu trách nhiệm cho toàn bộ điều này chính là bố của Jason, Elias Voorhees. Theo đầu truyện thứ 6 ngày 13, câu chuyện của Pamela, thì khi bà vẫn đang mang thai Jason, vì tin rằng mình có thể nói chuyện với đứa con chưa sinh, Pamela không ngừng lẩm bẩm một mình, khiến cho Elias phát điên. Hắn đánh đập, thậm chí hãm hiếp bà mà không nhận ra Pamela đang mang cho mình máu mủ của hắn. Kết quả là Jason sinh ra với những thương tổn nặng nề về cả thể xác lẫn trí tuệ. Thật may cho Jason, hắn có một bà mẹ yêu thương hắn hết mực và sẵn sàng làm mọi thứ vì con. Đúng vậy, mọi thứ. Jason lớn lên không tránh khỏi sự kỳ thị của những đứa trẻ cùng trang lứa. Bởi thương con, Pamela quyết định nuôi dạy con trai mình tại nhà. Do đó, Jason biết đến một mình người mẹ vĩ đại ấy và tôn thờ bà. Jason chỉ nghe lời Pamela và sẵn sàng làm mọi điều mà người mẹ yêu cầu. Không thể phủ nhận sự hiếu thảo hết mực của Jason, nhưng chúng ta đều biết rằng cái gì nhiều quá cũng không tốt. Nuôi con một mình đã không phải điều đơn giản, nuôi dạy một đứa trẻ như Jason còn khó khăn hơn nữa. Ngay cả khi cậu bé Voorhees là một đứa trẻ ngoan, thì không một người mẹ nào có thể để con trai khuyết tật ở nhà một mình trong khi bản thân phải đi làm. Mùa hè năm 1957, Pamela đưa Jason đến trại hè Hồ Pha Lê, nơi bà làm việc với tư cách là một đầu bếp để tiện chăm sóc cho cậu. Và tại đây, điều đau lòng đã xảy ra. Jason chết đuối sau khi bị những đứa trẻ khác bắt nạt. Điều đáng trách là những đội ngũ quản trại đã lơ là, không để ý tới những trại viên rồi để cậu bé Jason chết trong sự đau đớn. Sau cái chết của Jason, cuộc sống với Pamela Voorhees trở nên vô vị. Mất đi người con trai duy nhất, người đã cùng bà trải qua bao khó khăn trong cuộc sống, người phụ nữ ấy trở nên điên loạn và bắt đầu kế hoạch trả thù của mình. Năm 1958, cũng là thời điểm diễn ra phần phim thứ 6 ngày 13 đầu tiên, Pamela bắt đầu chuỗi ngày tàn sát của mình. Hai nạn nhân đầu tiên chính là hai quản trại trẻ tuổi, những người đã trốn nhiệm vụ gác đêm giống như chính những kẻ đã ngó lơ con trai bà năm xưa. Sau sự kiện này, trại hè Hồ Pha Lê phải đóng cửa hơn 20 năm. Phải đến năm 1980, trại hè bên bờ hồ thơ mộng mới lại được mở cửa và đi vào hoạt động trở lại. Bất mãn với điều này, người mẹ thương con đến mù quáng kia quyết định sẽ sát hại những quản trại mới để một lần nữa khiến cho trại hè này phải tiếp tục ngừng hoạt động. Danh sách những nạn nhân của Pamela gồm có con trai của những người lập ra trại hè tại Hồ Pha Lê, Steve Christie và một cô gái trẻ mang tên Annie. Kế hoạch trả thù của Pamela suýt chút nữa thành công. Tuy nhiên, nạn nhân cuối cùng, Alice Hardy, đã cao số và cũng cao tay hơn Pamela. Kết cục, Pamela bị Alice kết liễu một cách tuy man dợ nhưng lại hoàn toàn xứng đáng với những gì mà bà đã thực hiện. Tưởng chừng phần thứ 6 ngày 13 đầu tiên sẽ kết thúc ở đây, nhưng không. Điện ảnh đã được chứng kiến một trong những cảnh jump scare ấn tượng nhất lịch sử. Jason Voorhees sở hữu nhiều tính cách, phần lớn là xấu xa, nhưng lòng hiếu thảo của tên ác nhân này thì không thể bị chối bỏ. Chính vì lẽ này mà Jason không bao giờ có thể tha thứ cho những ai đã sát hại người mẹ yêu dấu của mình.
sau cái chết của Pamela, Alice khẳng định với cảnh sát rằng cô đã bị Jason Voorhees tấn công và kéo xuống nước. Nhưng vì không tìm thấy bất cứ cái xác nào, cảnh sát không thể coi những cáo buộc của Alice là sự thật. Phần 2 của Friday the 13th xảy ra chỉ sau phần đầu tiên 2 tháng. Alice quyết định quay lại hồ pha lê để đối mặt với những nỗi ám ảnh của mình. Không ai nói đây là một kế hoạch khôn ngoan, đặc biệt khi Jason Voorhees còn sống và đang tiếp bước người mẹ của mình. Hóa ra, trong suốt 20 năm kể từ ngày mất tích, Jason vẫn luôn lủi thủi sống một mình trong túp lều nhỏ cạnh bờ hồ. Thậm chí, hắn còn đã phải chứng kiến cái chết của chính người mẹ vĩ đại dưới bàn tay của Alice. Đau đớn và thương xót Pamela, hắn đem đầu của bà cùng với chiếc áo len năm xưa mà bà từng mặc về căn lều tạm bợ của mình để thờ phụng. Sau khi lặng lẽ chờ đợi thiên thời địa lợi để phục thù, Jason đã tấn công cô gái xấu số vào một buổi tối đẹp trời. Tên sát nhân bệnh hoạn thậm chí còn đặt đầu của Pamela trong tủ lạnh nơi Alice đang trú chân để đùa giỡn với tâm trí của cô gái. Trái ngược với lần một, kết quả lần này không mấy khả quan cho Alice. Và nhân vật chính mạnh mẽ của phần đầu tiên đã phải trả giá bằng mạng sống của mình. Với sự trở lại của rất nhiều các thanh niên lạ đến với hồ pha lê, Jason cảm thấy lãnh thổ của mình bị xâm phạm. Hắn bắt đầu đi tàn sát nhóm người trẻ bằng nhiều loại vũ khí khác nhau như búa, giáo hay đáng nhớ nhất là thứ vũ khí gắn liền với hình ảnh của Jason Voorhees, đó là một chiếc mã tấu. Như một con thú săn mồi, tên sát thủ theo dõi và lần lượt kết liễu từng nạn nhân xấu số cho đến khi chỉ còn một quan trại cuối cùng tên là Ginny. Cô gái trẻ đã may mắn tìm thấy điện thờ nơi Jason thờ phụng người mẹ của mình. Ginny bèn nảy ra sáng kiến mặc chiếc áo cũ của Pamela, chỉnh lại tóc tai để giả làm người mẹ của Jason với hy vọng sẽ điều khiển được hắn. Nhưng rất tiếc là Jason không ngu dốt đến như vậy. May cho cô, người phụ trách khoa huấn luyện tại trại hồ pha lê Paul Holt đã xuất hiện và cùng với anh ta, Ginny chống cự lại được Jason và cùng với Paul chạy đến nơi an toàn. Bình minh đến và cảnh sát xuất hiện, Ginny được giải cứu và đưa về bệnh viện. Có lẽ một số bạn sẽ bất ngờ khi biết rằng chiếc mặt nạ huyền thoại của tên sát nhân hàng loạt này chỉ xuất hiện từ phần 3 của loạt phim thứ 6 ngày 13. Trong phần phim này, Jason vẫn đi tàn sát những người đến với khu vực pha lê nhưng là với một chiếc túi trùm đầu để bảo vệ khuôn mặt đẹp trai của mình. Ấy là cho đến khi Jason Voorhees kết liễu Shelley Finkelstein rồi độc chiếm chiếc mặt nạ mà anh mang theo, biến nó thành một trong những hình ảnh đặc biệt và độc đáo nhất của dòng phim kinh dị. Nếu bạn chưa biết thì câu chuyện đằng sau sự xuất hiện của chiếc mặt nạ huyền thoại này bắt nguồn từ một sự kiện hy hữu. Trong quá trình sản xuất thứ 6 ngày 13 phần thứ 3, do phải kiểm tra ánh sáng, đoàn làm phim cần có thứ gì đó để che mặt của diễn viên chính và vai Jason. Giám sát hiệu ứng 3D của bộ phim này là ông Martin J. Sadoff, một fan cứng của hockey, và ông đã tình cờ mang theo chiếc túi chứa đầy những đồ bảo hộ từ bộ môn này, trong đó có chiếc mặt nạ trừ danh. Tình cờ, đạo diễn Steve Miner lại vô cùng thích và quyết định chọn nó cho nhân vật Jason Voorhees. Vậy là trong tình huống hoàn toàn ngẫu nhiên đó, thì một điểm nhấn không thể nhầm đi đâu được của Jason Voorhees đã được tạo ra. Thậm chí là dần dần, người xem đã cảm thấy thân thuộc với chiếc mặt nạ, dù nhân vật có thay đổi như thế nào đi chăng nữa. Cũng một phần vì sự nổi tiếng này mà toàn bộ những phần phim sau đó trở thành những câu chuyện xoay quanh tên sát nhân này thay vì tập trung vào những nạn nhân mà hắn săn đuổi. Chúng ta đã được biết về mẹ đẻ của Jason, vậy thì cha đẻ hay người đã khai sinh ra ý tưởng về Jason Voorhees là ai? Tên sát nhân hàng loạt này chính là sản phẩm của Victor Miller, người đã viết ra kịch bản cho phần thứ 6 ngày 13 đầu tiên. Jason vốn là nhân vật phụ trong phần phim đầu tiên. Ban đầu, hắn được nhà sản xuất sáng tạo để làm động lực thúc đẩy Pamela Voorhees kết liễu những nạn nhân xấu số. Và rồi một thành viên trong đoàn làm phim đã nảy ra sáng kiến, đó chính là động cơ trả thù. Không chỉ vậy, mong muốn của studio sản xuất về một cảnh jump scare ở cuối cùng là động lực để thôi thúc đoàn làm phim thực hiện hóa ý tưởng về nhân vật này. Sean Cunningham, đạo diễn phần phim đầu chia sẻ rằng ông muốn có một sinh vật giống người ngoi lên từ dưới mặt nước và kéo nữ chính xuống hồ. Tuy rằng ở thời điểm đó, bản thân vị đạo diễn đã cho rằng phân cảnh này là thừa thãi, nhưng không thể phủ nhận, chính nó đã tạo dấu ấn khó phai cho thứ 6 ngày 13, cũng như trở thành tiền đề cho sự xuất hiện của Jason Voorhees sau này. À đấy, các bạn đã bao giờ tò mò về nguồn gốc cái tên của tên sát nhân khét tiếng này chưa? Jason Voorhees thực chất là tổ hợp của những cái tên có ý nghĩa trong cuộc đời của nhà biên kịch Victor Miller, Josh và Ian, hai người con trai của ông. Còn họ Voorhees thì được ông Miller ăn cắp từ một cô bé từng học trung cấp 3 với ông. Vì theo ông chia sẻ, cái họ ấy khiến ông nổi da gà. Không chỉ có cái tên được tạo nên một cách bất ngờ, mà cả tạo hình của Jason cũng hoàn toàn là sự sáng tạo của một người khác của đoàn làm phim, đó là nghệ sĩ trang điểm Tom Savini. Theo kịch bản gốc, Jason sẽ có vẻ ngoài hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, vì nghệ sĩ này lại cho rằng nếu vậy thì bộ phim sẽ cực kỳ bình thường, vô vị và không thể hằn sâu sự ám ảnh trong tâm trí người xem. Và từ đó, Savini quyết định xây dựng khuôn mặt của Jason dựa trên một cậu bé mà ông biết trong quá khứ, người không may mắn sinh ra với khuôn mặt và những đường nét không đối xứng. Bên cạnh đó, vì nghệ sĩ cũng xây dựng Jason bị hói đầu để lộ rõ chiếc hộp sọ méo mó của nhân vật này. Theo chia sẻ của chính đạo diễn Sean Cunningham, Jason Voorhees như một con cá mập trắng vậy, bạn không thể thật sự đánh bại hắn. Và nếu đã trở thành nạn nhân của con quái vật này, bạn chỉ có thể hy vọng mình sẽ may mắn sống sót. Tuy vậy, ý kiến này đã phải thay đổi bởi nhiều fan của loạt phim này.
Họ cho rằng Jason còn có một số đặc điểm và cách hành động giống như một đứa trẻ, điển hình như trong phần thứ hai của loạt phim. Dẫu kết quả có thực sự là gì, thì chúng ta cũng khó mà biết được chính xác tính cách của Jason Voorhees khi hắn không biết nói. Dù là một con quái vật không thể bị đánh bại, hay là một đứa trẻ bất thường với món đồ chơi cực kỳ nguy hiểm trong tay, thì Jason vẫn xứng đáng với danh hiệu kẻ giết người vĩ đại nhất của điện ảnh tính đến thời điểm hiện tại. Trong quãng thời gian 40 năm từ 1980 đến nay, đã có đến tổng cộng 12 phim liên quan đến Jason Voorhees. Và tên sát nhân trong chiếc mặt nạ hockey cũng nhận vinh dự trở thành một trong những nhân vật phản diện có ngoại hình dễ nhận biết và được yêu thích nhất lịch sử phim ảnh, cùng với hàng loạt những cái tên đình đám khác như Michael Myers của loạt phim Halloween, Pinhead, Hannibal Lecter hay Pennywise the Dancing Clown. Jason cũng là nguồn cảm hứng cho không chỉ phim mà thế giới game cũng đã có những tựa đề dựa trên nhân vật nổi tiếng này. Bên cạnh những game được sản xuất cho riêng mình, Jason còn xuất hiện trong loạt game đình đám Mortal Kombat. Không chỉ vậy, Jason cũng xuất hiện trong rất nhiều những TV show truyền hình nổi tiếng như Family Guy hay The Simpsons. Cùng với đó là vô số những đồ chơi và quần áo được sản xuất ra dựa trên cảm hứng từ nhân vật huyền thoại này của Victor Miller. Với không một lời thoại nào, Jason vẫn tác động mạnh tới văn hóa đại chúng nói chung và điện ảnh nói riêng. Và đó là tất cả những gì về Jason Voorhees mà Phê Phim muốn mang đến cho tất cả các bạn ngày hôm nay. Mong rằng với video lần này, các bạn đã có thể hiểu rõ hơn về tiểu sử của tên sát nhân khét tiếng này cùng với những câu chuyện hậu trường thú vị để tạo ra con quái vật đeo mặt nạ hockey ám ảnh. Nếu các bạn thích video này thì hãy like và share nó để ủng hộ Phê Phim nhé. Còn nếu đây là lần đầu tiên đến với Phê Phim, hãy đừng quên subscribe và ấn nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào chúng mình tung ra trong tương lai nhé. Một lần nữa, tớ là Giang và xin hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video sau. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.